sẽ kính chào quý khách thay mặt hãng hàng không Vietnam Airlines, thành viên của Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Klaus, tiếp viên trưởng Quốc Thắng và phi đoàn xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Airbus 321, chuyến bay mang số hiệu VN212, được khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Thời gian bay đến sân bay Nội Bài Hà Nội dự định là 1 giờ và 45 phút bay. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Good morning, ladies and gentlemen, on behalf of Vietnam Airlines members, SkyTeam Alliance, Captain Klaus, Chief Purser, Quốc Thắng, and crew members, would like to welcome you on board our Airbus 321 flight number VN212 from Ho Chi Minh City to Hanoi. The estimated flight time to Nội Bài Airport, Hanoi is 1 hour and 45 minutes. Thank you and enjoy your flight. Happy to check the being late takeoff.
Operation Different Takeoff.